Cuộc chiến nút vàng YouTube tỷ số nghiêng về phía ca sĩ hội chợ là sao hạng A. Điều này như cách thức tượng trưng cho sự thành công của họ trong lĩnh vực âm nhạc, song số người sở hữu thành tích này vốn không nhiều. Và khi viết ra danh sách ca sĩ đoạt nút vàng trên YouTube, khán giả sẽ càng bất ngờ khi phát hiện những nghịch lý không ngờ. Tỷ số 2-3 nghiêng về ca sĩ hội chợ. 1. Sơn Tùng MTP là một nam ca sĩ trẻ hot nhất hiện nay. Kênh YouTube có đến 3,6 lượt người theo dõi. Anh chính là ca sĩ Việt Nam đầu tiên nhận nút YouTube. Chỉ 10 ngày sau khi phát hành bản hit Lạc Trôi, dù từ khi đạt kỷ lục này, Sơn Tùng cho ra mắt rất ít sản phẩm âm nhạc, nhưng số người theo dõi chỉ có tăng mà không hề giảm. 2. Lâm Chấn Khang. Sơn Tùng, Lâm Chấn Khang trở thành ca sĩ Việt thứ hai nhận được nút vàng YouTube trên kênh YouTube của anh. Nay đã có 2 phim ca nhạc trên 200 triệu lượt view, nhận được sự yêu thích đặc biệt từ khán giả. Hiện kênh của nam ca sĩ đang có được 2,3 triệu người theo dõi, xếp thứ 36 trong danh sách 171 kênh YouTube nhận nút vàng ở Việt Nam. 3. Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi trở thành ca sĩ thứ 3 sở hữu nút vàng trên YouTube 3 tháng sau khi ra mắt phim ca nhạc Thiếu Niên Ra Giang Hồ. Kênh channel của Hồ Quang Hiếu đã gia tăng lượng người theo dõi chóng mặt. Kênh YouTube của anh đạt 1 triệu lượt theo dõi, đủ tiêu chuẩn để mang về nút vàng cho YouTube. Bích Phương. Ngày 3 tháng 1, 2019, Bích Phương nhận được tin vui khi kênh YouTube riêng của cô sẽ được YouTube trao nút vàng. Giọng ca Bùa Yêu chính là nữ ca sĩ Việt đầu tiên làm được điều này. Châu Khải Phong. Vừa qua, Châu Khải Phong đã nhận được nút vàng YouTube với 1 triệu lượt người theo dõi. Như vậy, anh là ca sĩ thứ 5 ở V-pop chạm được vào nút play mã vàng. Không chỉ anh bất ngờ mà người hâm mộ cũng ngỡ ngàng với thành tích này. Trong số ngôi sao sở hữu nút vàng YouTube, có đến 3,5 người là ca sĩ hội chợ. Lâm Chấn Khang, Hồ Quang Hiếu. Thực chất Hồ Quang Hiếu đã có thời điểm cực đắc show tại các sân khấu tỉnh. Châu Khải Phong, Hồ Việt Trung, đây chính là điều mà các ca sĩ đều mong muốn nhưng vẫn chưa đạt được. Lý do vì sao ca sĩ hội chợ lại đạt nút vàng trên YouTube dễ hơn? Thực tế đã chứng minh một điều rằng nhiều sản phẩm của các ca sĩ bình dân hội chợ lại dễ dàng có được triệu view chỉ sau vài giờ ra mắt. Điển hình là thành tích 8 triệu lượt xem 24 giờ phát hành của Người Trong Giang Hồ phần 6. Lâm Chấn Khang, nam ca sĩ cũng từng chia sẻ rằng các MV của anh đáp ứng được thị hiếu của khán giả miền Tây với nội dung đơn giản, không quá học thuật. Không chỉ có với riêng Lâm Chấn Khang, đây cũng là chìa khóa tạo nên sự thành công của những ca sĩ hội chợ khác. Thêm một nguyên nhân nữa là hầu hết những ca sĩ hội chợ nhận nút like vàng phía trên đều hoạt động rất tích cực ở mạng phim ca nhạc. Thể loại này tốn tiền đầu tư và cũng tốn thời gian thực hiện hơn MV nhưng cực kỳ ăn khách. Đối với những ngôi sao hạng A, dòng nhạc của họ kén người nghe hơn bởi chất lượng hơn, nội dung đa dạng hơn và không bao giờ rập khuôn. Mặt khác, các ca sĩ trẻ hiện nay hoạt động rất ít trong lĩnh vực ca nhạc ra mắt MV mới. Điển hình là Sơn Tùng MTP, song lượng người hâm mộ của họ lại không bao giờ mất đi. Số lượng theo dõi trên kênh YouTube chính thức không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự nổi tiếng của một ca sĩ. Chất lượng MV, số view và số lượng ủng hộ khán giả dành cho họ trong mỗi show diễn mới chính là điều quan trọng.